Tạm biệt Sơn Trà mênh mang lộng gió với những tình cảm lưu luyến, chúng tôi lên xe tiếp tục khám phá Đà Nẵng. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp, một trong 10 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Hai điểm danh theo gia đình nhá. Thì đến giờ phút này neo chèo đây nhưng mà thấy mọi người vẫn còn đang rất là sung sức. Chuyến này là về biển thì chúng ta sẽ sóng vỡ lại càng thêm giặt rào. Này em thua gì? Vâng. Bây giờ anh Linh về cái chỗ bãi biển, anh tìm một cái chỗ nào mà nó gần những cái vị trí để cho mọi người thay đồ tắm nước ngọt anh nhá. Xong là thả đoàn xuống cái vị trí đấy. Một tiếng về nhà mình còn tắm nước ngọt, xong bắt đầu là trang điểm, đánh phấn son, mặc quần áo và đi ăn cơm. Cho tôi bao nỗi nhớ, liệu dù như hơi thở tình yêu buổi ban đầu. Về thăm biển Mỹ Khê, nắng hanh vàng trên cá, gió bay bay từng hạt, xe kết chuyện tình ta. Đi tiếp tục trên con đường này, quý vị sẽ đến bãi tắm biển công cộng của cư dân Đà Nẵng. Có hai bãi tắm lớn là bãi Phước Mỹ mà quý vị sắp đến và bãi tắm Mỹ Khê nằm cách Phước Mỹ 5 km. Đấy, dù bay kìa mũi kìa. Cảm giác lạnh lạnh. Trong lạnh và êm ả, xe thông dông trên đường Nguyễn Văn Thoại, con đường đầy bóng mát cây xanh nằm trải dài theo bãi biển Mỹ Khê. Nơi đây cách thành phố Đà Nẵng 3 km về hướng đông, thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bãi biển Mỹ Khê có chiều dài khoảng chừng 900 m, thuộc vào loại nhộn nhịp nhất trong số các bãi tắm của Đà Nẵng, rất quen thuộc với mọi người dân thành phố. Biển Đà Nẵng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, đã góp phần lớn tạo nên uy tín cho biển Đà Nẵng. Bãi tắm số 1 này. Cái bãi kia xa lắm. Dọc theo bờ biển là những mái lá tranh, là nơi để du khách ngồi lai rai hay cà phê thư giãn tĩnh lặng một chút để ngắm nhìn xung quanh. Nước triều đều đặn lên xuống hàng triệu năm, bào mòn và lau sạch bóng những tảng đá chồng chất ven bờ. Thả bộ trên những phiến đá trầm mặc, để mọi giác quan ngân lên cung bậc nhẹ nhàng, ắt lòng người cũng nhẹ nhàng, thư thái. Ê, vào chỗ này hơn đúng không? Có máy ảnh, có máy ảnh. Được rồi, rồi, rồi. Đi, đi con. Chìa khóa cầm chạy kìa. Trước biển thấp thoáng dáng thuyền lênh đênh, bên kia là núi sừng sững hiên ngang, gió rít làm tiếng sóng cạn ngân xa. Chợt lòng người dâng lên bao niềm xúc cảm. Biển mênh mông là thế, sâu thẳm là thế, nhưng biển vốn dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, nên bão táp mưa sa biển vẫn vững vàng đương đầu với mọi biến cố,
vẫn vươn lên ào ạt thét gào. Vì lẽ đó, biển đã đi vào thơ ca, vào nhạc họa với muôn trùng vẻ đẹp. Đứng trước biển rộng trời cao, trước cái sâu thâm thẳm và rộng mênh mông, con người thấy mình nhỏ bé lại, muốn tỏa hết lòng với biển cả bao la. Dáng thuyền lên đênh chắp chới ngoài khơi xa làm ta nhớ đến những câu thơ da diết. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạng dở. Biển sẽ chỉ là nỗi cô đơn trống vắng nếu thiếu con thuyền. Giờ mới thấm thía ta cánh buồm một chút đã đơn côi. Người tôi, ôi trời ơi. Con này tiện này ra biển. Ra biển rất tiện con này. Nhiều người trầm mình dưới nước như muốn gột rửa hết những mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cũng có nhiều người chỉ muốn dạo chân trong lòng nước mát mà thôi. Biển Đà Nẵng có độ sóng nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa. Các bãi tắm được đưa vào phục vụ công cộng thì hầu như ít có sóng to và không có dùng nước xoáy nguy hiểm. Tuy nhiên, tại mỗi bãi tắm đều có đội cứu hộ nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách tắm, khách nghỉ ngơi trên biển. Thỉnh thoảng, quý vị nghe tiếng còi huýt vang từ các anh cứu hộ áo vàng nhắc nhở mọi người cẩn thận, đừng để dạt ra xa ngoài những nước sâu. Chỉ muốn nói, cuộc đời có bao giờ đẹp thế này chăng? Rất nhiều nhóm bạn trẻ ra đây chơi đùa, sau khi tắm biển thấm mệt, lên bờ lấy mồi ra nhâm nhi, hẹn nhau ra biển không phải để tắm, mà hơn cả đó là nơi cùng chơi, cùng vui của người dân miền biển. Cả khu vực bãi tắm, đầu đầu cũng đông đúc, mỗi người mỗi hoạt động, hẳn thơi hay hứng khởi, tất cả đều cảm thấy niềm vui ngập tràn. Nhiều gia đình, vợ chồng con cái cùng ngâm mình trong làn nước mát. Nhiều trẻ nhỏ bắt đầu những động tác bơi đầu tiên. Những hoạt động diễn ra cùng lúc. Người vui đùa với trò nhảy sóng, người thích thú thả mình trong lòng biển, người thích đá banh trên cát mịn. Tất cả đều hoạt động dồi dào sức sống.
người đang buồn lòng ra đây ngồi nhìn thiên hạ đông vui, chắc cũng vơi đi ít nhiều nỗi sầu. Các bãi tắm ở Đà Nẵng gần trung tâm thành phố, đường xá thuận lợi, có thể đi đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, nên cứ chiều chiều là cư dân từ trung tâm chạy ra đây rất đông. Nước biển ở đây ấm, ít sóng lớn, nên quý vị có thể tắm hầu như quanh năm. Nhưng thích hợp nhất là mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Vì thế, quý vị đi du lịch Đà Nẵng vào mùa hè là tuyệt vời nhất, được trực tiếp hưởng thụ hết những điểm đặc sắc của nơi đây. Các bãi tắm đều có khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và nhiều dịch vụ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tắm biển, vui chơi giải trí và thư giãn trên bãi biển. Nếu không muốn đến gần biển, quý vị có thể ngồi ở dãy ghế bố có dù che hẳn hoai ở khu vực sát bờ kè, thư giãn trên bãi cát hoặc ngâm mình trong nước biển, đùa giỡn cùng những con sóng biển. Quý vị sẽ thấy người thư thái hơn ngay. Không chỉ biển, mà ngay cả bãi cát ở vùng biển Đà Nẵng cũng hấp dẫn nhiều du khách, đặc biệt là khách ngoại quốc. Nhờ bờ biển trải dài tới hơn 30 km, từ bán đảo Sơn Trà đến chân dãy núi Ngũ Hành Sơn, nên bãi cát nơi đây hấp dẫn những người muốn tham dự các hoạt động thể thao trên biển. Có dịp đến thăm phố biển Đà Nẵng mới thấy những gì được nghe về nơi này hoàn toàn chính xác. Đà Nẵng có khoảng không gian rộng, thoáng đãng, chan hòa nắng gió vùng nhiệt đới. Những bãi tắm tuyệt đẹp với cát trắng tinh, dài và rộng, nước biển xanh ngang ngát, hay những tuyến đường rộng thênh thang, tạo thành một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn. Con người khi vui cùng biển với biết bao người chung quanh, lúc đó biển là cái gì gần gũi dễ thương, nhưng cũng có lúc đứng một mình dưới biển, những nỗi niềm riêng lại trào dâng lên. Cảm xúc cứ thế mà làm cho con người cô đơn, nhỏ bé giữa biển trời bao la. Và biển là gì? Và bờ biển không làm sao nhìn thấy chân trời xa, mãi mãi chân trời xa. Đêm nhìn sao trên dải ngân hà, biết mực nước xuống lên ngoài biển. Tháng 8 về nghe mùa gió chuyển, thương biển còn giống bão chưa qua. Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ, nỗi khát vọng những phương trời chưa đến. Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp, lại thấy lòng trong sạch thêm ra. Bờ, quý vị gặp ngay hàng bán thức ăn nhanh dành cho những ai sau khi hoạt động hết năng lượng muốn nạp lại. Sự chu đáo của người làm kinh doanh nơi đây đã lấy được thiện cảm của du khách. Tại đây có cả sân tắm nước ngọt lộ thiên dành cho khách tắm. Điều đặc biệt là quý vị không phải tốn tiền khi tắm nước ngọt, chỉ tính tiền gửi xe mà thôi. Chính những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy đã ghi được điểm cộng trong lòng khách du lịch phương xa khi đến Đà Nẵng. Bờ kè dọc theo bờ biển cũng chính là công viên xinh đẹp. Những hàng dừa du dương cùng biển càng đẹp hơn khi bóng chiều dần về. Đã thương
sao em chưa về cùng anh một lần ngắm biển bình minh lên biển xanh lấp lánh bãi bờ rộn ràng tàu thuyền vào ra đã thương thì em hãy về ngắm sông Hàn lung linh đêm pháo hoa thăm biển Mỹ Khê thăm chùa Non Nước qua sơn trà nghe sóng hát lao sao Đà Nẵng quê anh biển xanh tiếp núi Ngũ Hành Sơn năm cùng ngắm sông Hàn đêm Đà Nẵng dải hoa đăng kỳ ảo cầu sông Hàn nối đôi bờ nhớ Đà Nẵng hôm nay một màu xanh tươi mới thành phố đổi thay cao ốc vươn trời anh đưa em ngắm biển xanh tít tắp lên Bà Nà ngần ngỡ chẳng muốn về Đà Nẵng quê anh biển xanh tiếp núi Ngũ Hành Sơn năm cùng ngắm sông Hàn đêm Đà Nẵng dải hoa đăng kỳ ảo cầu sông Hàn nối đôi bờ nhớ thương Đà Nẵng trời anh đưa em ngắm biển xanh tít tắp lên Bà Nà ngần ngỡ chẳng muốn về có thương anh thì về thăm phố biển Đà Nẵng quê anh thương mấy cho vừa có thương anh thì về thăm phố biển Đà Nẵng quê anh thương mấy cho vừa. Có mặc cái gì đi ở đâu mà điện thoại của ông Tuấn thế? Dạ. Điện thoại vứt hết lên trên đây mà. Vâng, nghe em gọi mà. Vứt hết lên trên cốp bây giờ mới tìm thấy. Xin mời quý vị đi vào đường Phạm Văn Đồng. Con đường mới mở nên có rất nhiều ngôi nhà mới xây với đường nét mềm mại, những chi tiết duyên dáng làm cho con đường này thành những khu phố tiêu biểu cho gương mặt thành phố hiện đại và trời đã bản lãng bóng hoàng hôn. Con sông Hàn làm nền cho các dãy phố ven bờ luôn ban lại gió mát và hơi lạnh làm chịu đi cái nắng nhiệt đới oi ả. Và cũng trên dòng sông Hàn này, cây cầu bắc ngang không lúc nào ngớt xe cộ qua lại, nhất là vào giờ tan sở. Con sông Hàn gắn liền với đời sống người dân Đà Nẵng. Nó đã đi vào ca dao từ xưa nay, thổn thức với nỗi niềm thương nhớ. Buồn trong nước chảy sông Hàn, thấy xôn xao xe cộ nhưng bóng chàng thấy đâu ngó lên thương chính thấy mấy nhịp cầu lá lai vì con ô thước khéo để sầu cho ta có em thấy điện thoại bố chưa kìa ơi vậy nãy vừa giờ anh xem mà kẻ đâu chưa đâu một tháng này phải đợi chỉ luôn chưa tháng này đâu chưa học học đi ô tô mà không cần đi một tí được gì đâu tàu bay cũng được
anh quay em nhiều ngại lắm. Mai nó mới nổ. Em ở đây mua cho con cho anh ạ. Ừ, thế là đi giặt về ấy. Em là tính nhờ người ta giặt không mai không khô được. Sau khi đã có một buổi chiều trải nghiệm tuyệt vời tại biển Mỹ Khê, chúng tôi cũng đã thấm mệt. Đoàn lên xe về khách sạn nghỉ ngơi thay đồ. 7 giờ tối cả đoàn cùng thưởng thức những món đặc sản của Đà Nẵng tại nhà hàng Cơm Niêu Nhà Đỏ 2, địa chỉ 86 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu. Thật là đáng tiếc nếu đến với Đà Nẵng mà không thưởng thức đặc sản chứ danh này. Nhà hàng nằm ngay tại trung tâm thành phố, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 2 km. Nhà hàng Cơm Niêu Nhà Đỏ với lối kiến trúc cổ, gạch vô phơi tông màu đỏ trầm của đất sẽ tạo cho thực khách cảm giác vừa đầm ấm vừa thoải mái. Từ lâu Cơm Niêu luôn là món ăn được nhiều người ưa thích nhờ hương vị đậm đà, thơm ngon của gạo tám thơm ăn kèm với các món ăn dân dã mang hương vị đồng quê như cá kho tộ, canh cua mồng tơi, rau luộc chấm mắm nêm, cà pháo mắm tôm bắp, cá nấu canh chua. Cuộc sống hiện đại và bận rộn khiến chúng ta đôi lúc thèm ra giết những món ăn dân dã trên. Món ăn dân dã này làm rất đơn giản. Nguyên liệu gồm có thịt heo loại mông sấn luộc chín, mì ướt là bánh cuốn tráng dày lên khoảng 3-4 lần và bánh đa nem cùng với chuối xanh, khế thái lát. Thái thịt phải thật khéo, thật mỏng, dài khoảng gang tay. Nạc ở giữa đầu của miếng thịt là mỡ, lại có cả bì. Thịt được cuốn tráng với mì ướt, khế, chuối xanh rồi chấm mắm nêm. Món mắm đặc biệt được pha chế theo bí quyết riêng của người dân Đà Nẵng, có gì không lẫn vào đâu được. Khi ăn, quý vị sẽ cảm nhận được món bánh tráng thật mềm, có vị ngọt của thịt, vị chát của chuối, vị chua của khế và hương vị đậm đà không thể quên của mắm nêm. Món ăn kèm theo còn có bánh đa vừng nướng thơm lừng, ăn vừa béo vừa bùi. Người ăn tha hồ xuýt xoa vì món ngon hết biết. Cái hay của món thịt heo hai đầu da là người ta quay hai đầu miếng thịt lại, để hai đầu da ra hai bên, rồi ép thịt dính lại, thành ra miếng thịt có hai đầu da. Đến sông Hàn, anh đi bên em. Thành phố bình yên trong từng hơi thở. Những tầng nhà cao như bàn tay mở. Về phía mặt trời, về phía biển yêu thương. Đêm sông Hàn, anh đi bên em. Thành phố lung linh đèn hoa rực sáng, âm vọng mãi thành câu ca tiếng hát. Đà Nẵng một thời động lại trong nhau. Việt Nam với nền văn minh lúa nước có rất nhiều món ăn được chế biến từ nguyên liệu chính là cơm, như là cơm hến nè, cơm gà và cơm tấm vân vân. Và quý vị có biết không, trong số những món cơm nổi tiếng của Việt Nam thì cơm niêu là một món ăn đặc biệt, bởi từ cách chọn lựa gạo rất kỹ rồi được chế biến trong một chiếc niêu đất với thời gian và nhiệt độ nhất định mới cho ra được một món cơm niêu đúng điệu. Mà người ta vẫn thường gọi đây chính là món cơm trong ký ức, đã làm cho bao nhiêu người phải bồi hồi khi nhớ về. Cơm niêu đã trở thành hình ảnh của một quá trình lịch sử, quá trình tiến triển của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bởi vì không loại cơm nào có thể sánh bằng vị thơm lừng, dẻo mềm, nóng hôi hổi bằng cơm được nấu trong nồi đất của cơm niêu. Sở dĩ cơm được nấu trong chiếc niêu đất luôn ngon hơn bất kỳ loại nồi nào như nồi nhôm, gang, nồi cơm điện, vì nồi đất giữ nhiệt tốt mà còn tôn vị ngon. Nếu muốn thưởng thức các món ăn truyền thống của người miền Trung như mắm tôm chua Huế, thịt luộc, canh riêu, cá bóng, trong không gian kiến trúc cổ và đầm ấm thì nhà hàng Cơm Niêu Nhà Đỏ ở quận Hải Châu sẽ là một gợi ý cho thực khách. Vận dụng tông màu đỏ trầm của đất trong thiết kế, nhà hàng này mang đến cảm giác đầm ấm, hoài cổ và làm gia tăng vị giác cho thực khách khi thưởng thức món ăn tại đây.
không chỉ phù hợp với thực khách là người địa phương đi theo nhóm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà hàng này còn là điểm đến được nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước lựa chọn để thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê nhà của người Việt xưa. Lên tí cho tí thế này hết rồi lên đấy nha, bắt cơm đấy. Đúng là được ăn ngon, dễ khiến người ta vui vẻ hơn. Bây giờ, xin mời quý vị ra bến Bạch Đằng ngắm sông và cầu Hàn ban đêm. Quả thật, sông Hàn luôn mang đến cho lòng người những cảm xúc thật dễ chịu. Dáng hình mềm mại, chia hai bờ đông tây, làm cho mọi vẻ đẹp mê thơ của dòng sông được bộc lộ một cách hoàn hảo nhất. Dân ở đây tự hào về con đường Bạch Đằng tuyệt đẹp, cũng như tự hào về dòng Hàn Giang đầy thơ mộng này lắm. Nhưng với khách du lịch, dường như những cây cầu lộng lẫy bắc qua con sông Hàn trữ tình lại có sức hút hơn cả. Đến đây rồi, bất kỳ du khách nào cũng muốn nhanh chóng đặt chân lên cây cầu xoay nổi tiếng, và ai cũng muốn có vài pho hình với cầu Hàn để làm kỷ niệm hết đó. Quả thật, dòng Hàn Giang chính là báu vật của Đà Thành. Con sông này mãi là niềm tự hào của người dân nơi đây, đồng thời là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch. Không ai đến Đà Nẵng mà lại quên đến bến Bạch Đằng, dừng chân hóng gió từ con sông Hàn êm dịu, đặt chân trên những cây cầu nhiều cái nhất, và hơn hết là tham gia vào hành trình du ngoạn sông Hàn về đêm và nhâm nhi ly cà phê hay vui đùa cùng gia đình, bạn bè, cùng thư giãn với những món ăn đặc trưng miền đất này, nghe giọng hò xứ Quảng dễ thương. Đứng trên vỉa hè và đưa mắt nhìn, ta có cảm tưởng như đang thấy cảnh trên bến dưới thuyền náo nhiệt như ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vậy. Nói chung là một cảm giác rất thoải mái, thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng. Có đến nơi đây ta mới hiểu được vì sao người Đà Nẵng say mê với thành phố mình, thiết tha với dòng sông Hàn đến vậy. Họ yêu da diết, ngay cả khi đang đi trong lòng phố xá Đà Thành. Ta đi bên nhau chiều tháng 3 lộng gió, nghe nhịp cầu quay hối hả bắc qua sông. Đà Nẵng hôm nay như mùa xuân đang tới, nhịp thời gian thôi thúc bước chân ta. Người ta nói rằng ăn kem giúp cho con người có cảm giác vui sướng y như gặp may vậy đó. Không biết thực hư ra sao, nhưng mà đến Đà Nẵng rồi, nhớ ghé các quán kem không tên trên đường Nguyễn Tất Thành, nằm đối diện với bờ biển nhé. Xin mời quý vị tiếp tục dạo quanh thành phố Đà Nẵng về đêm. Khi ánh chiều chập choạng kéo về, là khắp nơi ở thành phố Đà Nẵng đều lên đèn. Ánh sáng từ đèn đường vàng giọt, từ bảng hiệu xanh đỏ rực rỡ nơi các cửa hàng, các shop thời trang, làm cho ta từ xa nhìn tới dễ có cảm giác như đang lạc vào con đường mang màu sắc huyền nhiệm. Tuy là đô thị lớn nhất miền Trung, nhưng nhịp sống của Đà Nẵng không hề ồn ả, đường xá không hề tấp nập. Thành phố có chưa đến 1 triệu dân, trải trên 1.200 km² này vẫn cố gắng duy trì nếp sống thanh bình, yên ả của một đô thị trên bến dưới thuyền, hiền hòa nơi sông Hàn duyên dáng. Qua ngã tư 2 tháng 3 Trần Thị Lý, đi ngược lại ra bến Bạch Đằng,
chúng ta sẽ càng choáng ngợp hơn trước vẻ lung linh của muôn sắc hình đèn neon, đèn lồng được treo lủng lẳng hay được dựng sừng sững. Những ánh đèn nhấp nháy quả gây chú ý đối với chúng ta. Bởi thế nên người ta mới chịu bỏ chi phí ra trang hoàng cho bảng hiệu về đêm như thế này. Đặc biệt, đây là tuyến đường tập trung đông nhất các nhà hàng cũng như khách sạn lớn của Đà Nẵng đó quý vị. Nào là khách sạn King's Palace lộng lẫy kiêu hãnh như chính tên gọi, Golden Phoenix không hề thua kém của hệ thống phi lũ. Đến khu vực này, quý vị còn có cơ hội thưởng thức món ăn Trung Hoa của nhà hàng phi lũ rất nổi tiếng ở địa phương nữa đó. Thành phố Đà Nẵng được thành lập từ năm 1888. Từ xa xưa đã là hải cảng quan trọng của Việt Nam và nay là một trung tâm kinh tế, một thành phố lớn nhất miền Trung. We'll be right back.